Ở đời người ta sợ sợ xui, ta khoái hên. Vì hên là cái gì? Theo cái quan niệm thông thường là cái gì xứng ý hài lòng mình là hên nè. Ví dụ như mình đi chợ, mình nói trời bữa nay tôi hên ghê vậy đó, tôi mua có 5 đồng bạc cải mà cái bà đó bán cho tôi tới 6 bó. Cho là hên nha, mà mình đâu biết cái bà bán đó bà xui, bà mất một bó. Vậy thì quý vị thấy hên xui sao? Cái gì mà mình lợi cho mình cái mình kêu hên, mà mình quên rằng cái hên của mình thì là cái xui của bà bán. Vậy thì trên đời này có gì hên xui thật sự không? Không có. Người thường người ta thường nói cuộc đời là chuyện hên xui, ai xui thì mếu, ai hên thì cười. Mua 5 đồng cải mà ta bán 6 bó về hí hửng, hên quá. Chẳng những vậy mà có nói câu nữa nha: trời ơi bữa nay tôi đi chùa, tôi đi chợ tôi mua cải cho chùa Phật độ. Hỏi sao Phật độ? Mua có 5 đồng mà 6 bó. Nhưng mà vậy là Phật không độ bà bán rồi, bà lỗ một bó. Phật đâu có quẩn mà làm chuyện đó, cho nên đừng nói vậy. Phật đâu có rảnh đâu mà coi bữa nay Phật tử nào đi chợ cho chùa không? Khiến cho cái bà bán đó bà bịt mắt đó, tay bà quờ quạng, bà bóc cho mình 6 bó. Rồi mình gọi là hên và Phật độ. Mà đa số mình cứ cái gì mà hên hên là Phật độ rồi, mà làm với mình Phật quẩn. Lái xe đi đâu mà quẹo vô chỗ nào mà thuận quá chừng luôn, trời ơi, tự nhiên còn chỗ đậu này, cái mình quẹo vô nó trời ơi Phật độ. Tội nghiệp ghê vậy đó. Sao Phật ăn rồi Phật đi theo dõi mình không? Vậy cái gì của Phật độ hết á. Đậu xe vô cái chỗ mà ta bỏ tiền còn dư 20 phút, mình khỏi bỏ, quẹo vô nó trời ơi Phật độ. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình nhớ là hên á, là thông thường là cái gì mình vui vẻ, mình thoải mái, mình kêu hên. Cái gì mà nó không hài lòng thì mình gọi là xui. Nhưng mà thật sự ở đời không có gì hên mà cũng có gì xui hết. Ăn thua là mình nhìn sự việc. Pháp Hòa ví dụ như mình bị ép mua tờ vé số, hết tiền rồi bị mua ép mua tờ vé số, cái mình nói sợ xui ghê vậy đó, bữa nay đi chợ định đi về rồi mà ở nán nói mấy câu bà nó bị cái người đã ép mua tờ vé số, rồi lát chiều cái trúng nó trời hên ghê vậy đó. Quý vị thấy không, ở bên Canada nó có cái trường hợp á, ở bên nó có cái tiệm bán cà phê giống như Starbucks ở đây vậy đó, nhưng mà ở bên đó có cái tiệm tên là Tim Hortons. Thì cái tiệm cà phê này rất là nổi tiếng tại vì cái giá nó bình dân cho nên ai uống cũng dễ mua. Còn ở bên bển đó mà ai mà cầm một ly Starbucks là tự nhiên mình nhìn người đó mình thấy trời sang quá, uống Starbucks. Tim Hortons là bình dân nhất. Thế bên đó đó ai mua một ly cà phê á, uống xong rồi nhớ lận cái miệng ly á, kéo vuốt nó ra thì trong đó có cái số cho mình trúng. Có thể là mình trúng được một chiếc xe, có thể là mình trúng, nếu mà người nào mà hên ít ít á, trúng 5-7 ly cà phê. Còn người nào mà hên thượng thừa á, Phật độ nhiều đó, trúng trời giải số. Thì có cái người đó đó, họ mua ly cà phê xong, họ uống xong thì họ nghĩ họ không trúng đâu, thôi họ dục vô trong cái thùng rác. Thì dục xong rồi thì có người khác tới lượm cái ly đó, thì khi lượm họ ngoái là họ thấy, nhưng mà họ thôi mình dục mà người ta lượm. Vậy mà tới chiều sộp, tới hồi mà phát hiện ra là cái ly mình dục đó trúng chiếc xe, thì đi tìm cái người đó để thưa, nói là cái ly đó của họ. Quý vị thấy không? Cho nên mình đó, cái hên của mình, rồi mình cứ nói là cái hên, rồi cái người khác mình kêu là cái xui. Mà thiệt sự trên đời này không có gì thật hên mà cũng vì thật xui. Ăn thua cách mình nghĩ. Ví dụ như bây giờ mình đi máy bay, lên máy bay thì nó chuẩn bị nó bay cái thì họ mới thông báo là xin quý hành khách ngồi chờ một chút tại chúng tôi vừa phát hiện máy bay hư. Thay vì mình ngồi mình bực, mình nói xui ghê vậy, đi làm một chiếc máy bay hư
sao mình không nghĩ hên ghê vậy, nó phát hiện ở dưới này chứ mà nó bay lửng lửng ở trên rồi nó phát hiện. Lúc đó không biết mình kêu tới Phật gì nữa. Quý vị thấy hên xui chưa? Cho nên nếu mà mình thấy là cái điều đó là mình xui, mà nếu mình có tư duy, có thiền định á, mình nhìn thấy nó cái này hên ghê vậy, có phải không? Cho nên nếu mà tất cả là do tâm của mình, hay nói một cách khác hơn, tất cả là do phước, do nghiệp, chứ không có hên xui. Cái chữ hên xui là mình nói thôi. Có một cái cô đó, cô đi, bây giờ mình nói ví dụ ở cái xứ Mỹ này nè, đi làm á là bị kẹt xe, mà mỗi lần mà kẹt xe mình canh dữ lắm nha, ra sở là mình canh cho lẹ để ra khỏi cái con đường đó, vì mình biết giờ đó là nó kẹt. Cũng có những ngày xui. Đi đường cái nó kẹt cái nó 3-4 tiếng đồng hồ hay 1-2 tiếng đồng hồ trên đường freeway. Cái thì bắt đầu mình nói xui ghê vậy đó. Cái bắt đầu mình thò ra mình bấm sao cái bấm kiếm nhạc nghe cho đỡ, mà nghe hết nhạc rồi mà sao chưa tới nhà nữa. Bấm băng giảng lên nghe cái băng giảng nó nói gì đó hay hay hấp dẫn, cái mình quên cả cái đoạn đường dài. Cái từ đó về sau cái mình thấy đường dài không còn dài nữa, mà đoạn đường dài này lại là cái giờ phút giúp cho mình nghe pháp. Tại vì mình về nhà rồi là mình phải nấu cơm, mình dọn dẹp, mình lo việc nhà, mình không có thời gian nghe pháp. Mà chính cái giây phút ngồi trên xe kẹt xe này lại là thời gian nghe pháp tốt nhất. Vậy thì kẹt xe đó hên hay xui? Thì quý vị thấy không? Rồi Pháp Hòa thưa đại chúng á, hồi mình ở Việt Nam nghèo, nhưng mà nhờ cái nghèo đó mà bây giờ mình sống, mình biết làm sao, mình biết thương người, mình biết thông cảm cho cái người nghèo. Cho nên bây giờ mình có cái mình thương người nghèo. Hồi nhỏ Pháp Hòa sống nghèo, nhưng mà nghèo mà mình vẫn đỡ hơn người nghèo hơn. Là mình nghèo mà mỗi ngày mình vẫn có cơm ăn. Còn có những người ta nghèo, người ta không có cơm ăn. Cho nên ngày nào Pháp Hòa cũng lấy cơm của Pháp Hòa trước khi Pháp Hòa ăn là đem đi cho mấy cái người nghèo trước. Nghèo nhưng mà chưa đến nỗi đi bán vé số. Cho nên Pháp Hòa thấy một cái đứa nhỏ bằng Pháp Hòa mà đi bán vé số thì Hòa thương. Kêu nó vô đem cơm cho nó ăn, lấy quần áo cho nó mặc. Bởi vì mình thấy mình cũng nghèo, nhưng mà mình chưa đến nỗi nghèo hơn nữa để phải đi bán vé số. Rồi tới hồi mình ở Việt Nam, mình thông cảm, ba mình thì đi vượt biên rồi, mẹ mình thì phải lo cho mình, rồi cho em, rồi cho gia đình, cho nên tự ý thức. Hồi nhỏ mà tự ý thức, 7 tuổi thôi đã biết đi chợ, mà biết trả giá nữa. Chẳng những đi chợ trả giá mà còn biết kèo này nữa. Cô con mua trái bầu cho con tép hành. Mặc dù không ăn hành nhưng mà mình kèo này cho được. Tại vì mình thấy ai cũng làm mà mình không làm lỗ. Việt Nam mình có cái màn đi chợ hay kèo này lắm, có phải không? Nhưng mà thậm chí nó thành cái tật rồi, nghè giàu nứt vách nhưng mà kèo này thì vẫn kèo này. Tại vì sao biết không? Thà là lấy dư chứ không để thiếu. Mà lấy được cộng hành ra trời nó mừng giống như là trúng số vậy đó. Tại vì mình nghĩ là mình sao mình hay quá, giỏi ghê vậy đó, thấy không? Nhất định là rút cho được cộng hành của bà đó. Mà hay rút được cộng hành cái sao hơn. Mà nghe bà kia bà mua trái bí được cộng hành mà rẻ hơn mình, trời ơi sao tôi xui quá. Quý vị biết à, cho nên khi mà mình nghèo đó, thì khi mình bây giờ mình có tiền rồi đó, thì mình lại trân quý cái giây phút đó. Tại vì cái lúc đó nó là sao? Nó khổ nhưng mà nó đã giúp cho mình một bài học, lớn lên trong cái cảnh nghèo khổ và biết gói ghém. Khi Pháp Hòa sang Canada rồi thì nếu Pháp Hòa là một đứa nhỏ bình thường sống ngoài đời thì mình sướng thôi. Nhưng mà mình đi tu, 15 tuổi vô chùa tu, mà cái thời Pháp Hòa đi tu là đồ đạc ở bên Việt Nam chưa được nhập qua, cho nên đồ vạt hò không có mặc, không có tới bộ đồ vạt hò để mặc.
không tới có cái giỏ đãi để quẩy, không tới có cái nón để đội. Cái ngày đi tu thì có một bác đó, bác đi vô cái chợ bán đồ áo cũ, quần áo cũ, bác mua cho bà một cái nón giá 1 đồng. Mà được cái nón mà đội trên đầu đi học là nó mừng, giống như là trong kinh Báo Hiếu nói vậy. Sanh được khi sanh sản muôn phần chi xiết cũng ví như được bạc được vàng, mừng như vậy. Mà quý vị biết bao năm trời đi học có một cái nón dơ không dám giặt, vì giặt nón đâu đổi. Mà giặt thì phải sấy cho lẹ, mà sấy lẹ quá nó nóng quá nó nhão, len nó bị nhão, cầm nón lên nó nhão, co cái nón lên nó teo lên teo xuống vậy, nó chạy lên chạy xuống, cuối cùng phải lấy chỉ xỏ vô cột cho nó túm vậy đội đi học. Không có tới cái đãi quẩy nữa. Nhưng mà nhờ cái đó, hồi đó quý vị ông tổ kỳ mắc lắm, Phật tử làm cây chả lụa đem lên cúng cho thầy viện chủ là chỉ có thầy mới ăn thôi. Mình cắt đó nhưng mà mình đứng giá cho thầy đừng ăn. Để làm chi? Để một lát mình được hưởng. Trời ơi, Pháp Hòa thèm mắm thái, mà mỗi ngày múc răng chút để cho thầy thôi. Tại vì mình là chỉ có 3 món căn bản, mà quanh năm suốt tháng 3 món đó không có thay đổi nha. Bắp cải xào, mì căn kho với lại canh chua, tuần nào 5 ngày cũng nhiêu đó, rồi tuần sau cũng nhiêu đó, mấy năm trời cứ bắp cải, mì căn, canh chua. Vì cái bác Phật tử đó, bác tới bác nấu cho nồi canh chua bác để đó, bác mua cái bắp cải bác để đó, và bác kho cho nồi mì căn bác để đó, là mấy thầy trò là ngày nào cũng nhiêu đó. Pháp Hòa nhắm mắt qua biết mì căn nằm đâu á. Là đến mức như vậy. Cho nên bây giờ đó, Pháp Hòa ăn cái gì Pháp Hòa cũng thấy nó ngon hết á, và không bao giờ dám phung phí. Không có dám phung phí. Quý vị biết không, Pháp Hòa in vé máy bay mà đi khắp nơi như vậy chưa bao giờ in bằng một tờ giấy nguyên. Trước khi ra phi trường lấy cái tờ giấy mà dùng lật ra phía sau in máy bay, vé máy bay. Tại vì mình nghĩ mình chỉ cần trình cho họ coi cái số rồi vậy thôi. In bằng giấy. Trong phòng Pháp Hòa là giấy vụn để đầy hết. Hễ mà in khúc nào thì canh làm sao đúng vừa khúc đó, chứ không phí một chỗ nào hết. Không phải là mình bủng xịn, nhưng mà cái đó là mình biết trân quý. Ngày nay mình hên mình được cái này, đã cho là hên đi ha. Còn nói nếu theo Phật là gì, mình còn được cái phước thì không phí cái phước. Bởi vì có phước mà hưởng mà phí phước thì hết phước. Cho nên có phước không dám phí. Cho nên đời này á, thí dụ như mình nhìn lại mình thấy mình có cái phước, có được con mắt sáng, thấy có cái phước là còn bàn tay, còn đôi chân, thì hãy dụng cái đôi mắt này tạo phước cho con mắt này, để đời sau mình sanh ra mình có được con mắt tốt tiếp. Còn mắt này mình có mà không có tạo phước, thay vì mình nhìn ta bằng tâm từ bi hỷ xả, mình thấy mít mình nó thấy thì ghét, mình trợn mắt, mình thấy mình quýt, mình cứ đảo lộn càng khôn về nè, cái hết phước. Hết phước thì mình sanh ra mình thiếu cái phước của con mắt. Cho nên nếu mình nhìn kỹ vào thân thể á, thì mỗi một bộ phận nó có cái phước của nó. Cũng giống như có nhiều khi mình cũng có cái bao tử như ai, nhưng mà không có cái phước ăn vô nó không tiêu đó. Người thì thấy khỏe mạnh lắm mà lại thiếu cái phước của cái bao tử. Rồi có nhiều người có thiếu cái phước của cái lưỡi, không bao giờ biết ăn cái gì mà khen hết á, bón gì ăn cũng chê hết á. Vậy thì cũng có cái lưỡi mà không có cái phước ăn. Cho nên thường thường có những người ta ăn không có món nào ta khen hết á, món nào ta ăn ta cũng chê hết á, mà dù ai nấu ngon cỡ nào ta cũng chê, thì biết là cái đó thiếu cái phần đó. Cho nên á, khi ở trong cái cảnh khổ, mình nói sao tôi xui quá. Chưa chắc. Nếu mình mà thật sự mình mà hên mà mình sống cuộc đời sung túc, chưa chắc mình biết tu. Cho nên nhiều lúc nhờ khổ đó mà mình mới sao ý thức tu. Thử thời mà vui vẻ, có đời nào mà tụng kinh,
nhờ buồn nó mới kiếm kinh tụng đó. Thử thời mà cuộc đời mà nó suôn sẻ có sức mấy mà tìm kinh sám hối. Rồi bây giờ chuyện này chuyện kia nó đến, bắt đầu mình mới kiếm cái kinh sám hối mình tụng. Cho nên những cái lúc khổ đó, mình khổ nhưng mà đừng thấy khổ là cái gì nó cùng tận. Mà trong cái khổ đó thì nó biến ra một con người sao? Con người tỉnh thức. Đức Phật ngày xưa nếu Ngài không chứng kiến bốn cảnh khổ, già bệnh chết, thì Ngài đâu có ý thức cuộc đời như vậy mà để Ngài đi tu. Mà nếu mà Đức Phật chỉ chấp nhận Ngài là một ông vua của nước Ấn Độ thời đó, thì bây giờ mình có biết Ngài là ai không? Không biết. Nhưng mà nhờ Ngài bỏ hết, rồi Ngài đi tìm con đường, cho nên giờ này mình mới biết Ngài là ai, mà mình thờ Ngài còn hơn dân Ấn nữa. Tại vì người Ấn Độ họ coi Phật là thần thôi. À, họ nói Phật là một trong những vị thần của họ. Cho nên mình thấy trong cái cảnh khổ vẫn thấy mình còn hạnh phúc, vẫn mỉm cười được những lúc trong gai, vẫn vươn lên theo kịp ánh ban mai. Người ta kêu là sống đó. Sống không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cho nên mình mới thấy, quý vị có nhớ ở bên ngày xưa mình đọc chuyện cổ đó, có cái chuyện gọi là tái ông thất mã. Cái ông này ông mất con ngựa, một con ngựa quý, cho nên hàng xóm tới chia buồn, nói thôi tôi chia buồn với ông, con ngựa quý nhất của ông mà bữa nay nó bỏ nó đi. Ông nói dạ cũng không có gì để buồn, đâu tuần lễ sau nó trở về nó dắt thêm con ngựa nữa. Hàng xóm nghe mừng chạy tới chúc mừng ông, thấy không, ngựa quen đường cũ trở về mà dắt thêm con ngựa nữa. Ông mới nói cũng không có gì để mừng. Thằng con trai nó thấy con ngựa mới, nó leo lên nó cởi, nó không biết ý bị con ngựa đá gãy chân. Hàng xóm tới chia buồn, nói trời ơi tôi tưởng ông thêm con ngựa ông được may mắn, con trai ông mà bữa nay leo lên ngựa bị ngựa đá gãy chân. Ông nói cũng có gì phải buồn. Mấy tháng sau nước nhà có giặc giả, ai cũng đi đánh giặc, con ông gãy chân ở nhà miễn đi quân dịch. Thì cái câu chuyện nó cứ tiếp tiếp vậy. Thì ý người ta muốn nói trong cái xui nó có cái hên. Mình nói là nói theo đời vậy đó, trong cái xui nó có cái hên. Nhưng mà nói theo Phật á, là chúng ta có chánh niệm, có tuệ giác để chúng ta nhìn trong cái xui thì nó lại là một cái phương tiện, một cái cơ hội cho chúng ta tỉnh giác, tỉnh thức. Chờ cái đó, nếu mà người nào chứng được cái đó gọi là chứng được cái quả gì biết không? Quả duyên giác. Duyên giác là gì? Là cái người giác ngộ từ những cái duyên trong đời. Có những gia đình nhờ có một người thân mất, tự nhiên cả gia đình ý thức đi tu hết. Đó. Như vậy thì cái người mất đó mất rất xứng đáng. Tại vì mất mà làm cho mọi người được tỉnh thức. Có những gia đình chị em không có nhìn nhau, anh em không nhìn nhau. Nhưng mà khi người mẹ mất thì các con, các anh em phải về lo đám tang cho mẹ. Nhờ vậy anh em có cơ hội ngồi lại và chia sẻ, thông cảm cho nhau và bắt đầu hòa thuận trở lại. Cho nên ở trong cái rủi đó, chúng ta đừng có nằm đó mà đau khổ với cái rủi đó. Mà chúng ta phải thấy rằng cái khổ, cái rủi lại là cái cơ duyên để cho chúng ta ngộ đạo tỉnh giác. Mình giống như là mình gặp được một cái người mình thương, lâu nay mình đi tìm kiếm cái phân nửa của mình đó. Cái bữa đó mình về mình khoe với làng xóm mình, nói bữa nay tôi may mắn lắm, tôi đã tìm được phân nửa của tôi rồi. Cho lại gì? Hên. 3 tháng sau nó trời xui ghê vậy. Cưới nhầm. Cho nên cuộc đời cái xui cái hên
không nói được. Nhưng mà Phật thì Phật dạy chúng ta cái gì? Cái phước hay cái nghiệp? Cái mình có được là cái phước, và cái mình gặp phải là cái nghiệp mà mình tạo mình gặp. Nhưng mà trong cái nghiệp đó, nó giúp cho chúng mình phát cái nguyện. Pháp Hòa ví dụ như là một cái người mà họ khổ, họ nghĩ rằng đây là cái nghiệp. Nhưng mà nghĩ cái nghiệp xong rồi không để cho cái khổ nghiệp đó nó làm lụy mình, nó làm chìm mình, thì mình phát nguyện tiếp. Chính tôi khổ, tôi thông cảm cho cái người khổ này, cho nên đời này tôi nguyện không làm khổ người khác. Hoặc là tôi bớt tối thiểu để làm khổ người khác. Chứ còn mình nhiều khi mình cũng không có chánh niệm lắm đâu, để mà hoàn toàn không làm khổ người khác. Nhưng mà bớt đi. Giống như thay vì mình nói người ta nặng, tự nhiên mình ý thức cái mình bớt những cái lời nói nặng, là mình cũng rầy, cũng nói, nhưng mà bằng những cái lời nhẹ nhàng hơn, để người kia nhận ra cái lỗi mà không có đau khổ bởi những cái lời nói nặng nề của mình. Có một anh đó anh thất nghiệp. Có một anh đến thất nghiệp thì anh mới lên chùa Pháp Hòa nói chuyện với anh đó. Thì anh mới nói là tôi mở một cái nhà hàng tôi bán. Bán thì rất là được, nhưng mà bây giờ cái người chủ họ cứ đòi lên cái tiền mướn, tiền nhà hoài mà tôi chả không có nổi. Tại vì so ra thì mỗi lên như vậy thì tôi bán con nhiêu thì cũng đưa cho hết. Cho nên tôi buồn, tôi nghĩ tôi không bán nữa. Mà bây giờ hôm nay tôi stress dữ lắm, tôi không có ăn ngủ gì được hết. Thì Pháp Hòa mới ngồi nói với anh. Pháp Hòa nói anh đi làm nhà hàng vậy thì anh có thời gian cho con anh không? Nói tôi có đứa con gái mới có lớp 1, lớp 2 mà tôi không có thời gian cho nó. Nhiều khi vợ chồng á toàn là viết giấy cho nhau không à, chứ còn không có thời giờ để gặp nhau nói chuyện. Còn con gái là cuối tuần tôi chỉ gặp nó được một chút, buổi sáng thứ bảy trước khi ra tiệm mà chơi với nó một chút vậy thôi. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ đó, anh đi làm cái nghề nhà hàng nhiều ngày rồi, thôi bây giờ anh cho anh cơ hội đi. Bây giờ tạm thời đừng nghĩ tới việc làm gì hết. Anh cho anh cơ hội 3 tháng nghỉ ngơi. Thứ nhất, anh có thời gian với con anh. Ngủ dậy chở con đi học, ăn sáng chở con đi học, chiều đón con về. Vợ chồng cuối tuần đi chợ, đi shopping với nhau. Anh có thời gian dọn dẹp nhà cửa, làm vườn 3 tháng cho cơ hội nghỉ ngơi. Tại ảnh nói là từ hồi qua tới bây giờ chưa có nghỉ ngày nào hết. Mà vợ con coi như là trong gia đình là không ai có thời gian cho ai, ảnh không có thời gian cho ai hết. Thì Pháp Hòa nói như vậy, nó thử đi, anh làm 3 tháng đừng nghĩ tới việc làm. Bây giờ anh nghĩ như là 3 tháng này anh làm tất cả những công việc mà lâu nay anh muốn làm. Lúc mà mình đi làm đó, mình đã ước gì mình được giờ cho vợ, cho con. Thì tại sao bây giờ cái ước nó khô mà không chịu? Cứ ngày cứ ước hoài. Thì Pháp Hòa nói như vậy rồi á, thì anh về nhà anh thực hiện. 3 tháng sau anh trở lên, người tươi ra, tóc bắt đầu cắt ngắn lên, rồi mặt mày tươi tỉnh ra. Ảnh lên anh cảm ơn, ảnh nói nghe lời thầy, về nhà làm những cái việc mà mình lâu nay mình muốn làm. Sau đó rồi Pháp Hòa nói nhiều khi á, mình làm nhà hàng hoài, thôi nghỉ đi, giờ đi làm khác đi. Nhiều khi á, mình làm chủ của nhà hàng phải lo đủ thứ, thôi bây giờ anh nghỉ anh đi làm công thôi. 8 tiếng về anh ngủ khỏe re, anh không phải lo gì hết á. Bây giờ đi xin được một cái job ở một cái hãng tiện, 8 tiếng về nhà nghỉ ngơi, không phải bận rộn tính toán lên xuống giá cả gì hết, khỏe ru và rù. Cho nên nhiều khi ở trong cái rủi đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa mà sống ở cái hoàn cảnh mà một thầy một trò, không huynh đệ, không bạn bè, đơn thân độc mã từ hồi nào tới bây giờ, chưa bao giờ mà sống mà gọi là có những cái thời gian mà gọi là mình sống cho huynh có đệ, không có. Đi như thế này lo Phật sự, rồi về tới nhà lo việc chùa, việc này việc kia, nhưng mà Pháp Hòa hạnh phúc. Bởi vì nhờ như vậy đó, cho nên nó mới tôi luyện con người mình vững chãi trong công việc. Chứ nếu mà mình sung sướng, mình có nhiều người thì mình cứ ăn rồi mình đi tới đi lui, rồi ngủ rồi
cái là mình không có gì đặc biệt hết, không có gì được cho mình hết. Thì có một thầy đến thấy Pháp Hòa nữa, đem đi đổ rác. Khuya rồi đem rác ra đổ, rồi leo lên thùng rác dậm. Rồi thầy nói: trời ơi, trụ trì mà đi làm này hả? Pháp Hòa nói: dạ, phải làm vậy mới có phước hả thầy. Nhưng mà nói đúng hơn là mình không làm ai làm. Nhưng mà không lẽ nói vậy mắc cỡ chứ. Đó, phước. Thưa đại chúng, là chúng ta thường nói cái hên cái xui, phải không? Nhưng mà ở đây mình biết nhìn theo cái nhìn của bậc tuệ. Bây giờ Pháp Hòa thưa đó, con mắt này của mình nè, con mắt hiện tại mình đang có là nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt, cho nên kêu nhãn nhục. Nóng xâm bổ lượng, nhưng mà ăn nhiều nó nóng. Nhục nhãn là con mắt thịt, mà cũng cái nhục nhãn này cũng bao nhiêu cái sự việc trong cuộc đời này. Nhưng nếu chúng ta biết nhìn nó từ cái phàm phu khổ lụy trở thành ra thánh thiện học hỏi cho mình, thì biến cách nhìn nhục nhãn đó thành ra cái nhìn của tuệ nhãn, của pháp nhãn. Cũng con mắt này thôi, không cần thay đổi, không cần sửa thành mắt Hàn Quốc, mà cũng không cần sửa thành mắt Việt Nam, cứ con mắt bình thường này thôi. Chúng ta nhìn sự việc, có cái mà mình thấy là mình bực bội đó, nhưng mà nhờ có cái anh chàng đó, ảnh khờ lắm. Ảnh đi làm công cho người ta mà người ta bị gãy cái chân bàn, ông chủ gãy cái chân bàn, nói: con đi vô trong rừng á, coi có cái cây nào được á, chặt về làm thế cái chân bàn. Anh đi suốt buổi anh về tay không. Chủ hỏi: sao đi vô rừng mà không chặt cây? Ông nói: dạ, cây nào cũng chỉa trên trời, mà cái bàn ông chân nó chỉa dưới đất, sao con chặt? Trời ơi, nó khờ đến cỡ Pháp Hòa vậy đó. Nghĩa là nói cái bàn nào chân cũng chỉa dưới này, mà còn ở trên trời cây nào ngọc chỉa lên hết trơn, làm sao cắt? Bữa nào ông chủ ông bận đi lên chùa Chánh Giác, ông tụng kinh, ông dặn ở nhà coi chừng cửa nẻo nghe không. Nhằm cái mùa đá banh, cá độ đá banh quá trời luôn, súng lại cá, cái ảnh cũng nghe đi cá độ vậy đó, ảnh cũng khoái lắm. Mà nhớ lời chủ dặn là coi chừng cửa nẻo, ảnh tháo cửa anh Giác theo. Về tới nhà, nhà hết trơn trọi đồ đạc. Ông chủ nói: ta dặn mi ở nhà coi chừng cửa nẻo, mà sao bây giờ nhà nó trống trơn? Nói: vậy ông dặn cửa thì cửa còn đây. Trời ơi, khủng khiếp vậy. Vậy mà cái ông chủ không đuổi. Ông chủ không đuổi, chủ vẫn giữ. Đến một ngày nọ, ông chủ đang ngồi vẽ hình, thì cái anh này đi ngang, anh thấy. Ông chủ say hỏi: ngươi biết vẽ không? Dễ ợt. Anh cầm cái cỏ quẹt quẹt quẹt, thì ra cái anh này anh vẽ hình rất là đẹp. Ông chủ nhờ thế mới phát hiện ở trong con người mà mình coi là bất tài này đó, nó có tài vô cùng. Tài của nó là tài vẽ, mà lâu nay mình dụng nó không đúng, mình dụng nó không đúng, cho nên mình thấy nó bất tài. Nhưng mà nếu mình phát hiện cái tài của nó, thì tài của nó là tài vẽ. Support cho anh trở thành một cái người thợ vẽ nổi tiếng thời đó. Cho nên quý vị mới thấy không có cái gì là vô dụng. Ăn thua chúng ta biết dụng nó. Hồi nhỏ ở Việt Nam á, mỗi một thầy đi tu á, là được một cái bình bát bằng đất. Nhất là các vị khất sĩ á, xài cái bát bằng cái đất, bằng đất, quý vị hiểu bằng đất nè. Nhưng mà nếu như mà bát đó lâu ngày mà nó bị nứt, nó hư, không có bỏ, lấy dây kẽm ràng, mà ràng cho đẹp nha, ràng có lằn, có sớ vậy đó, để làm những cái chậu trồng cây trước cửa mấy cái thất, đâu có bỏ. Hồi Pháp Hòa qua đây cùng với thầy viện chủ với quý Phật tử ở địa phương lập cái chùa Trúc Lâm, cái ngày mở chùa ra không có đến cái lư hương. Trên bàn thờ đó toàn là hộp lon, cái gì biết không? Lon đựng bơ,
mấy cái lon thấp thấp đựng bơ nè, dùng xong rửa sạch mỗi bàn thờ là một cái lon bơ, nhưng mà biết lấy giấy bao lại cho nên ta nhìn ta tưởng lư hương, mà thật sự là lon bơ. Đi vô trong chợ thấy người ta bán cái đồng hồ có những con số rồi nó xoay xoay vậy nè, cái anh Phật tử mua về anh tháo hết cái số ra, ảnh sơn màu trắng lại làm cái hào quang. Lên chùa thỉnh một cái tượng Phật mà cái tượng Phật không có cái tòa, không có gì hết, lấy cái thùng cạc tông dán lại, xong ảnh lấy cái giấy cạc tông ảnh vẽ cái hình bông sen bằng cây bút lông, xong rồi ảnh lấy kéo ảnh cắt thành ra cái hoa sen gắn ở trước cái bàn này, lấy cái kim ghim vô, Phật ngồi trong y như ngồi trong bông sen. Cho nên á, cái gì là do chúng ta làm sao? Không có cái gì mà nó xui hết. Nếu chúng ta có con mắt, có cái tuệ giác, có cái thiền định để chúng ta nhận, cái nào cũng trở thành ra những cái vật thực, những cái phương pháp. Cho nên hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng như thế này: chỉ cần chúng ta có Phật Pháp là chúng ta có phương pháp. Chỉ cần có Phật Pháp là có phương pháp. Bởi vì Phật dạy mình cái gì? Phật dạy mình từ bi hỷ xả. Phật dạy mình nhìn đời bằng thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, mặc dù mình đang có nhục nhãn. Nhưng mà nhục nhãn mà nếu chỉ dùng để nhìn mọi sự mọi vật thì phiền não dữ lắm. Hãy lấy cái nhục nhãn nó tăng độ lên, đưa nó lên hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì từ cái nhục nhãn đó sẽ nhìn đời bằng thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Mình có năm thứ nhãn, năm cái nhãn, năm thứ nhãn, chúng ta gọi là ngũ nhãn. Nếu mà có được ngũ nhãn rồi thì đời sống của mình nó linh động, nó linh động lắm, nó không có chết cứng. Mà chính cái linh động nó gọi là gì? Thần thông. Thần là gì? Là oai lực. Thông là suốt. Nhờ có oai lực cho nên cái gì nó cũng thông suốt hết. Cho nên ở trong kinh á, quý vị thường nói thần nhà, thần đất, thần sông, thần trầm, thần lúa, thần mạ. Kinh Địa Tạng nhớ không? Phẩm đầu á, có những vị thần sông, thần lúa, thần trầm, thần gì đó. Rồi lúc mình tụng Đại Bi Sấm Pháp á, nhất tâm đảnh lễ, sơn thần, thổ thần, địa thần, thủy thần, phong thần. Tại sao kêu thần? Nó giúp cho mình một cách mầu nhiệm là thần chứ gì đâu. Đây, cái ly này, cái ly này bằng hồi trước kia là đất à. Nhưng mà nhờ người ta có cái sự nhận, có cái thông minh, có cái tuệ giác, ta biến đất, ta nắn đất này ra thành cái ly. Mà đặc biệt ta biết làm thêm cái quai. Cho nên cái ly mà nó đang nóng quá đi, mình không cầm được, tự nhiên có cái quai, thì cái quai này là thần. Quai. Cái ly, cái quai này là thần. Thần là đặc biệt nó làm cho mình cầm mà không bị nóng phỏng tay, là thần. Nhưng mà có cái quai rồi đó, mình cầm cái ly này mình uống nước một cách nhẹ nhàng gọi là thần. Rồi bây giờ lỡ mà hôm nào cái quai này nó gãy đi rồi, mai nó lại đi làm cái lư hương đó, thần thông. Không có phí. Trong cái cảnh khổ vẫn thấy mình còn may mắn. Vì trong cái may mắn đó, chúng ta giống như Pháp Hoài nói quý vị, lỡ mà mình có khổ tâm trong cuộc sống hiện tại này thì mình biết nhìn, mặc dù mình có khổ tâm nhưng mà ở mặt vật chất mình chưa khổ. So với những cái người mà người ta cũng khổ như mình, mà người ta vừa khổ tâm mà người ta khổ luôn cả vật chất. Ta thiếu ăn, thiếu mặc, gia đình người ta thiếu trước hụt sau. Đã vậy rồi mà người nhà người ta còn cờ bạc rượu chè phung phí. Đã không tiền mà còn mang nợ. Cho nên cái hên cái xui đó là do mình nói thôi. Cái gì mà mình... Hồi đó Pháp Hòa đi học á, bạn Pháp Hòa nó hay tội nghiệp Pháp Hòa lắm.
Nói trời ơi sao tôi tội nghiệp vui quá, cuộc sống gì mà tối ngày cứ tàu hủ mì căng, vô chùa thăm Pháp Hòa thì không tivi, không bạn bè, không gì hết, tối ngày cứ thấy đi học về ôm cái mỏ với cái chuông tụng, tụng đã đi nấu ăn rồi dọn dẹp, rồi nó cuối cùng nó trước khi nó ra cửa nó vỗ vai nó I feel sorry for you. Rồi bây giờ á, mấy đứa bạn đó, nó lên chùa, nó thăm Pháp Hòa, nó ngồi chơi mà ngồi không trọn. Ba, con uống nước. Ba, con đi tiểu. Nó cứ réo hoài, nó nói bây giờ I feel sorry cho ai. Hồi xưa anh nói tôi xui phải không? Vậy mà giờ tôi hên. Bây giờ mà anh thấy anh hên mà anh lại xui. Cho nên đó quý vị thấy không, cái phone mà cầm tay đó, thật sự là nó là cầm chân đó, đi đâu cũng bị dính hết. Thành thử ra thưa đại chúng, tất cả mọi sự việc, nếu chúng ta biết có cái tâm tu, có cái mắt tuệ, chúng ta nhìn thì cái khổ nó cũng chưa hẳn là hoàn toàn khổ. Nếu không có bùn thì làm gì có sen, phải có bùn mới có sen. Chúng ta cũng khổ cho nên chúng ta mới biết tu. Chúng ta nhờ á, chuyện này chuyện kia bắt đầu mình ý thức, mình lo mình tu. Cái người mà không có cái chuyện gì mà khổ lụy, họ ít có khi nào họ nghĩ tới chuyện mà gọi là bố thí làm lành làm phước, ít lắm. Có những người người ta giác ngộ do không có cái gì đặc biệt, nhưng mà đa phần chúng sanh mình là phải có chuyện gì đó mình mới giác, đa phần là vậy. Còn ít có những người thượng căn thượng trí thì mới đạt đến cái lĩnh vực là sao, tự nhiên mà giác ngộ. Cho nên hồi nhỏ đi học, mấy anh Việt Nam cỡ tuổi Pháp Hòa cứ đi theo hoài, chú tại sao chú tu vậy chú, mình biết làm sao, nói 15 tuổi mà biết cái gì, mà đâu có, nếu mình nói trời tại tôi ý thức cuộc đời là khổ là nói dốc, 15 tuổi biết gì khổ. Cái cuối cùng hoài chọc mà nó tại thất tình. Cho nên thưa đại chúng là tất cả là do cái phước của mình. Thì bây giờ á, nếu mình nhìn là mình thấy rõ ràng mình có phước. Nếu mình nhìn kỹ mình thấy mình có phước. Chứ mình không phải là người hoàn toàn không phước đâu. Sở dĩ mình nói trời ơi sao tôi vô phước dữ thế này, không phải. Nhưng mà trong cái phước đó tại mình không biết tạo nữa. Và dĩ nhiên tất cả chúng ta có mặt ở đây là do đầy đủ cái cuộc đời này nó hình thành bởi nghiệp lực. Vì nghiệp lực cho nên có mặt ở đây. Mà trong cái nghiệp lực này chúng ta còn chút phước. Giống như có những con chó, con mèo cũng đồng là con thú, nhưng mà con thú ở đất cái nước nghèo thiếu phước hơn những con thú mà ở đất nước Mỹ, đất nước gọi là tự do, đời sống vật chất tốt này. Quý vị thấy con chó, con mèo ở đây sao? Quá chừng. Có những người á, người ta muốn đi chơi tuần á, người ta phải gửi chó, gửi mèo cho những cái trung tâm mà giữ chó mèo babysit giùm mình á, một ngày mấy chục đô để mà giữ chó mèo cho mình tuần để mình đi chơi. Thấy nó có phước không? Ở Việt Nam mình là sao? Lang thang, muốn ăn đâu có cái chuyện gì. Pháp Hòa có anh em Phật tử đi chùa mấy ngày dự khóa tu vừa rồi, không lo làm sao con chó phốc ra cái tường, đi bị CT bắt, để tờ giấy anh muốn lãnh chó nên đi tới chỗ này, về đó lãnh thêm 250. Anh nói thầy ơi con đi tu mà mắc quá. Thầy không bắt đóng tiền, chùa không bắt đóng tiền khóa tu, mà tại đi tu chó nhảy rào con bị phạt 250. Cho quý vị thấy cũng là con thú, nhưng mà con thú ở có phước ở đây. Con phước, con thú mà nó thiếu phước á, ở những cái quốc độ nghèo. Thì thôi hôm nay sáng nay đó, Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa chỉ mình nói chuyện đời chứ. Nhưng mà trong cái chuyện đời hàng ngày này, chúng ta tìm được chút đạo lý để chúng ta tu, chúng ta sống. Trong cái khổ, chúng ta ý thức khổ rồi chúng ta tu. Thử cái thân này mà nó khỏe hoài coi, mình không biết chăm sóc. Đừng có nói ai Pháp Hòa nè, không có biết lo cho mình.
Bây giờ đến cái tuổi 40 là bắt đầu sức khỏe nó xuống, cái bây giờ bắt đầu ngồi đó là lo. Mà không phải lo gì, biết không, lo uống thuốc. Thế cho nên mình có bệnh chút cái bắt đầu mình biết chăm sóc mình, chứ còn mình không có bệnh mình, nhất là người trẻ. Bây giờ Pháp Hòa cứ nói với các bạn, các em nhỏ nhỏ, nó thầy thầy hồi xưa thầy giống mấy đứa y vậy đó. Đi học mùa đông mặc coi thường lắm, không bao giờ mặc đồ lạnh, mặc đồ cho ấm ít lắm, mặc đơn sơ thôi. Bây giờ bắt đầu cái lạnh nó thấu thấm xương rồi, bây giờ bắt đầu sợ. Đi đâu cũng phải ôm. Cái hồi xưa Pháp Hòa nói mấy thầy, mấy thầy mà hồi đó mà nhỏ đi thị giả quý thầy á, và quý thầy lúc đó cỡ mình nè, đi ngủ chùm cái nón và cười, trời ơi thiệt khổ ghê vậy, trời nóng mà đi ngủ chùm cái nón, bây giờ mình thiếu nón ngủ không được. Cho nên đừng có cười ai hết nha. Cười người hôm trước là hôm sau tới mình thôi chứ. Bây giờ Pháp Hòa đi ngủ Pháp Hòa phải trùm nón. Có những cái ngày mùa đông á thì Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ lúc mình đi thị giả quý thầy, quý thầy ngủ quý thầy đỡ nón mình cười đó. Rồi hồi đó đó Pháp Hòa là sợ cái món cháo trắng lắm, ăn được nhưng mà sợ lắm, tại sao không, nó lỏng bỏng ăn nó không có đủ no. Bây giờ mà hở hở cái có cháo không. Thưa đại chúng là tại chưa tới phiên mình đó, chưa tới lúc mình phải dùng á thì mình dục nha. Mình là vậy đó, không cần dục tùm lum hết, mà tới hồi cần ấy đi kiếm muốn chết luôn. Trời ơi tôi nhớ rõ ràng tôi để đây mà. Đôi khi mình dục ở đâu mình đâu có nhớ, mà đa số mình là vậy. Khi không cần là bỏ lăn bỏ lóc, lúc tới cần là khóc lóc đi tìm. Phải không? Thành thử ra hôm nay mình nói những chuyện bình thường trong cuộc sống, mà chính những cái bình thường này chúng ta lại coi thường. Chính những cái bình thường này chúng ta coi thường, mà thật sự ra những cái chúng ta coi thường thì nó là gần gũi, rất gần với chúng ta trong cuộc sống, qua cái chuyện gọi là hên xui. Không có cái gì thật hên đó. Mình mất mình lượm tiền mà nó trở hên ghê vậy đó, nhưng mà đâu biết cái người mất người ta hên xui. Có một cái đạo hữu đó bên Mỹ nè, ông mở cái quán ăn, thì bữa đó khuya rồi, có hai người vô ăn. Ăn xong họ biết mình sắp đóng cửa, họ gấp họ đi ra. Thì họ bỏ quên là một cái túi, túi hột xoàn, túi vàng vậy đó, trong đó và trị giá mấy chục ngàn. Thì đạo hữu mới gọi Pháp Hòa, mới nói thầy bây giờ con đăng báo được không? Con đăng báo coi có ai làm mất đồ này để tới nhận. Con thấy đạo hữu đăng báo đó, vừa đăng báo xong là mình cũng báo luôn. Trời đất ơi, có tiền có của để trong nhà mà đi đăng báo nữa. Mình cũng giống như mình nói ông ơi con ở bụi này. Ăn trộm ăn cướp nó tìm tới hay sao. Thôi thì bây giờ đạo hữu cứ nguyện đi, nếu mà nguyện mình không có cái tâm tham, mình sẵn sàng để đây người đó đến nhận mình gửi lại. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ không ai dám tới, tại vì người ta nghĩ rằng dễ giàu gì mình tới mà mình nhận được cái túi đó. Thì thời gian sau cái túi đó không ai nhận. Thì Pháp Hòa nói thôi thì đạo hữu đem đi bán rồi làm phước đi, không có dùng cái tiền đó. Phải không? Thì bây giờ mình nhặt được cái của thì mình gọi là hên đó, được cái người mất ta xui. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ trong cái giới thứ hai, ý thức được khổ đau do sự trộm cắp và bất công trong xã hội gây ra, con xin học hạnh từ bi không lấy của người khác. Vì mình muốn công bằng trong xã hội, là của mình thì mình dùng, của người thì không đủ. Nếu muốn thì mình xin. Đức Phật nói rõ như vậy. Chúng ta ý thức được khổ đau và sự bất công trong xã hội. Còn riêng cái giới thứ ba thì Đức Phật dạy sao? Ý thức được khổ đau do sự đổ vỡ của những gia đình, những đứa nhỏ, cho nên con nguyện không làm việc dục nhiễm với người khác. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Con ý thức được khổ đau của lời nói thiếu chánh niệm gây ra, nên con nguyện nói những gì có thể mang lại an vui cho người. Con biết rất rõ lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang hạnh phúc an vui cho người. Con ý thức rất rõ thân thể này là do tổ tiên ông bà trao truyền, cho nên con phải dưỡng thân cho tốt để tiếp tục công việc tu hành và tiếp nối dòng giống của tổ tiên. Và con ý thức rất rõ, nếu tâm con mà tiếp xúc những phim ảnh, sách báo, truyện trò
tiêu cực thì sẽ làm một tâm hồn bệnh hoạn. Cho nên hàng ngày con nguyện tiếp xúc những gì lành mạnh để có thể mang lại một tâm hồn tươi mát. Mình có quyền xem phim, đọc báo, nhưng mình nhớ là một bài báo nào có tính cách làm cho mình mở mang. Còn nếu một bài báo đó nó chỉ làm cho mình thêm những cái bực dọc, phiền lụy, thị phi, thì chúng ta nên bớt đọc, bởi vì nó sẽ không lợi cho tâm hồn và sự tu tập của mình. Và đại chúng thấy có những lúc mình gọi là mình xui, nhưng mà không ngờ mình nán lại đây một chút mà lại hơn. Có nhiều khi người ta có chuyện gì người ta nán ở lại, ta không đi cái chuyến bay đó, phải không? Thì mình nói trời hơn. Hoặc là mình bị trễ một cái gì đó, mình kêu là xui, nhưng mà thật sự nếu mình đi chuyến đó thì mình lại gặp cái rủi ro. Cho nên trong cuộc đời này tất cả là do cái phước của mình. Chẳng qua mình dùng một cái danh từ rất là đơn giản là hên xui, mà thật sự hên xui nó không có thật. Mình nhiều khi hên của mình mà lại xui cho người khác làm sao. Cho nên thôi bây giờ mình nghĩ như thế này, mình không cần nghĩ gì, mình chỉ nghĩ đơn giản là thôi tôi gặp cái rủi này, nhưng mà biết đâu cái rủi này lại là một cái phương tiện giúp cho tôi hiểu biết cái khác, tôi biết được một cái khác. Có nhiều khi quý vị chạy lộn đường kêu xui phải không, mà nhờ chạy lộn đường phát hiện ra. Bữa Pháp Hòa đi Mỹ, con em Phật tử chạy đi nghe giảng mà chạy lộn đường, nhờ lộn đường quẹo sao mới quẹo vô cái công viên, mà trong công viên đó là nguyên một cái rừng sen. Giảng xong hôm sau nói thầy, con dẫn thầy đi chụp hình. Hỏi đâu chụp, con nhờ lộn đường con phát hiện trong này nguyên một cái rừng sen rất đẹp. Quý vị thấy không? Có nhiều quý vị thấy ông ta chưởng một chưởng rớt từ trên núi xuống tưởng chết rồi, ai ngờ lọt xuống cái chỗ võ công. Thế ngoại đào nguyên gì đó, rồi bắt đầu luyện võ công thâm hậu. Hồi nãy rớt xuống tưởng chết, giờ luyện công ở dưới này yên tĩnh không ai phiền mình hết, bay cái vèo lên núi làm bá chủ võ lâm. Rồi quý vị thấy Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không bị để trong cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, bị lấy lửa đốt 7-7-49 ngày để nó tan xương nát thịt. Nhưng mà không ngờ Tôn Ngộ Không ở trong lò lửa đó uống hết thuốc của Thái Thượng Lão Quân, mà thuốc đó toàn là thuốc trường sanh bất tử. Uống xong rồi sức mạnh quá trời, tung cái lò ra, phải không? Tung cái lò ra đạp luôn cái lò lửa đó bể. Có 72 thần thông biến hóa. Thì chúng ta cũng là Tôn Ngộ Không đang bị ở trong cái lò lửa. Và nếu chúng ta khéo thì chúng ta sẽ uống hết thuốc của trong cái lò đó, và bung được cái lò đó ra thì chúng ta có 72 thần thông biến hóa. Cảnh nào mình sống cũng được hết. Cảnh nào mình sống cũng được hết. Trời nóng quá thì tu quán. Cái nóng này nó chưa nóng bằng cái địa ngục. Có cái đứa nhỏ nó nói vậy đó. Pháp Hòa dẫn nó đi vô chùa, rồi mấy đứa nhỏ kia ngồi bực bội, nói trời thầy ơi nóng quá nóng quá. Nó nói mày đừng có la nữa, cái nóng này nó không bằng nóng địa ngục đâu. Trời ơi, mình nghe cái đứa nhỏ đó, không lẽ mình mời nó lên thuyết pháp chứ. Nó thuyết bài pháp quá chừng hay, một câu nói thôi mà đầy tuệ giác. Thấy không, cái nóng mà bình thường của một cái xứ nóng này nó không có nghĩa gì so với cái nóng của cái nóng gì, cái nóng rực của tâm hồn. Cái băng giá ngoài đường nó cũng không băng giá bằng cái băng giá của tâm hồn của một cái gia đình mà không ai nhìn nhau, không ai nói với ai. Cái sự lạnh lùng của một người bạn mình đi chùa mà không thèm ngó mình á, mình không có khổ bằng cái người thương của mình mà giờ ngoảnh mặt làm ngơ với mình. Thí dụ vậy. Cho nên trong cái cuộc sống đó, nếu chúng ta có một cái giỏi là chúng ta uống thuốc đó rồi thì chúng ta có thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không. Có 72 phép. Cây thiết bản đó là tượng trưng cho cái tâm của mình, tâm vững chãi của mình. Nhưng mà vững chãi mà thảnh thơi, cho nên muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài, thậm chí biến nó nhỏ xíu nhét lỗ tai. Quý vị nhớ cái thiết bản đó không? Đó là tượng trưng cho con người biết sống
tùy duyên tùy lúc. Có lúc cần dài thì dài, có lúc cần ngắn thì ngắn, có lúc cần thu gọn nhét vô lỗ tai thì cứ nhét. Không, có lúc mình là ông gì đó, có lúc mình là bà gì đó, nhưng mà có những lúc mình chỉ là không gì hết. Người ta không biết mình là ai, that's fine, khỏi phiền. Hiểu ý không? Thì được như vậy thì chúng ta là Tôn Ngộ Không trong lò bát quái. Có thiết bản trong tay thì không sợ thiên đường, cũng không ngán. Sáng ăn cơm sườn cũng được, chiều ăn nước tương cũng được, miễn sao tối leo lên giường nằm coi cải lương. Đạo lý sống nó vậy. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, đời lên hương. Chúc đại chúng có một ngày chủ nhật an vui. Và một lần nữa con xin tri ơn thầy trụ trì cũng như quý tăng ni ở đây, cũng như tất cả quý Phật tử ở địa phương này cũng như xa gần đã cho con cơ hội được đến đây thăm chùa lễ Phật và chia sẻ với quý vị những gì hiểu biết của con. Trong thời gian chia sẻ có gì sai sót mong đại chúng hoan hỷ cho. An vui đời Phật. Thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có khi nào mình ngồi lại và mình nhận ra rằng hình như lúc này mình quên hơi nhiều, phải không? Tại vì theo cái tuổi á, mà cái tuổi nó tăng thì cái gì nó tăng? Ông bà mình hay nói gì tăng theo cái tuổi? Cái tật. Cái tật nó lớn theo cái tuổi. Cái tật của mình là tật gì? Cái tật nhớ dai mà nhớ không chuyện không cần thiết. Cái tật hay quên mà quên chuyện cần nhớ. Đúng không? Thí dụ như mình đọc một câu kinh, câu đó hay quá không nhớ. Đọc thì biết hay mà không bao giờ nhớ. Vậy mà thử một lát nữa ha, Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa mới nói: chú đó nha, chú coi chừng tôi á. Cái là bắt đầu nhớ câu đó suốt đời. Thấy không? Thật ra cái khổ của chúng sanh ta không phải ai cho mình, mà cái khổ là chính tự tâm mình nó nhận những cái bóng dáng mà không có thiết thực, huyễn hóa cho là cái thật, rồi chúng ta đắm chìm với cái đó. Một cái điều người ta làm tốt không bao giờ mình nhớ, mà thậm chí có nhớ lờ mờ. Mà thử thời bây giờ ai mắng mình một câu, đứng cách như thế nào, mắt trợn làm sao, răng nghiến làm sao, tai chống nạnh sao, mình nhớ hết. 3 năm sau gặp hỏi lại, nói tôi diễn tả cái tướng nó chửi tôi cho chị coi. Diễn y chang. Mà cái mà những cái gì cần nhớ mình không nhớ. Cho nên khi mình còn nhỏ đó, có rất nhiều thứ mình nhớ. Rồi khi mình nhớ, mình lớn lên rồi, những cái mà mình mới tiếp xúc trong sau này đó, quên hết trơn. Mình nhớ những cái cũ thôi. Bây giờ mà ngồi lại với mấy bà cụ mà chỉ cần bấm nút là hồi nhỏ làm sao thôi. Bắt đầu kể cho nghe. Mà cụ nào mà giận chồng á, chồng làm gì sai đó, ngồi kể không nghe, không có xíu gì hết. Hay là cụ nào mà giận vợ hay giận con, giận cháu gì nhớ hết. Cho nên cái khổ của chúng ta là cứ nhớ cái quá khứ, cái lo cái tương lai mà quên đi cái hiện tại. Hiện tại của chúng ta là chúng ta đang sống. Tuổi của chúng ta mỗi ngày mỗi già lớn đi, sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi giảm dần. Bây giờ ăn không còn nhiều như ngày xưa, không còn biết ngon như hồi đó. Tâm hồn mình nó không có còn phấn chấn như ngày xưa, tại vì cái thân thể của mình bắt đầu nó bệnh hoạn thì tự nhiên tâm hồn mình nó cũng mệt mỏi theo. Bởi vậy thân với tâm là một. Thân mà bệnh á, thì tâm cũng buồn rầu theo.
mà tâm mà buồn rầu thì thân cũng bệnh hoạn theo. Thế thì chúng ta tu Phật để làm gì? Không phải chúng ta lại Phật, tụng kinh là đủ, nhưng mà chúng ta phải nhận ra cái lời Phật dạy rằng nếu chúng ta không biết trở về để lo cái gốc, tức là lo cái tâm, thì không có cành lá nào nó tươi tốt được. Như khi chúng ta tưới cây, chúng ta tưới cái gốc, chứ không ai mà leo lên cây tưới từng cái lá hết. Chỉ cần cái gốc mà được tưới thì cành lá nó sẽ xum xuê, nó đẹp. Chỉ cần cái tâm mà chúng ta biết thích khe nó, biết chăm sóc nó, thì tự nhiên trong cuộc sống này nó đỡ ra lắm. Bây giờ chúng ta chăm sóc bằng cách nào? Quên đi những cái gì mà làm cho chúng ta khổ. Đã biết nó là khổ mà cứ nhớ nó hoài, cái đó mới là cái chết của mình đó. Mà cái này kêu cái gì phải không? Chết chắc. Cho nên biết cái đó là khổ thì chúng ta phải tập buông. Bởi vì sao? Bởi vì không buông thì không được. Mà cái này không phải là lý thuyết mà cũng chẳng ai làm được cho mình, mà chính mình phải tự buông. Bởi vì sao? Bởi vì chính mình là người tự đem nó vào. Có một hôm đó, có một vị thầy, ông đi vô trong phòng của ông khóa cửa lại, xong rồi ông liền cái chìa khóa ra sân. Ông đứng trong phòng la lên: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Đệ tử ở trong chùa chạy ra, người thì đi tìm đồ để đập ổ khóa, người thì đi tìm cách mở. Quá trời đệ tử lăng xăng để mà tìm cách cứu thầy. Thì có người đệ tử tìm được cái sâu chìa khóa ở cái gốc cây. Thay vì tới mở cửa cho ông thầy, người đệ tử cầm chìa khóa đưa ra cho thầy. Ông thầy chụp cái chìa khóa đấy: "Ta với mi thấy nhau." Tại sao người đệ tử làm như vậy? Thầy tự khóa thì thầy tự mở. Cái câu chuyện đó nó muốn nhắc với chúng ta, không có ai mở chối cho mình, tự mình phải giải thoát cho mình. Cho nên chữ giải thoát trong Phật giáo không còn là trừu tượng, mà nó là một sự thực tập. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Pháp Hòa ví dụ, mình được một người yêu, mừng quá, vui quá. Người đó yêu tôi cũng yêu người đó. Nhưng mà trong tình trường, biết đâu khi mình được cái người này, người yêu này, thì cũng có kẻ nào đó thứ ba khổ đau vì mất người yêu, tại cô đó cũng thương anh này và cô đó cũng đau khổ. Vậy thì khi mà một hôm nào đó mình với cái người đó không còn thương nhau nữa, mình sẽ đau khổ. Thì mình sẽ đồng cảm rằng ngày xưa lúc mình được yêu đó, thì cũng có người thứ ba chắc cũng đau khổ như vậy. Cho nên nếu mà nói khổ thì trên đời này ai cũng khổ hết đó, khổ giống nhau, chỉ có điều khác tên thôi, khác cái tên gọi thôi. Thí dụ như quý vị nói: "Trời ơi, tôi khổ lắm, tôi phải lo cho gia đình." Nó: "Thầy đâu có khổ gì đâu." Nó: "Dạ thầy cũng khổ, thầy lo chùa." "Mấy thầy, mấy vị ngày lo có tháng, lo có nửa cái bill hay phần ba cái bill của chùa, nội cái bill điện thôi, gấp 5-10 lần cái nhà của mình." Vì mình cứ tưởng tượng cái nhà mình bao nhiêu trăm square feet mà bao nhiêu điện mình xài, mà chỉ có 4-5 người trong nhà mình, còn đây là công cộng. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói về lo thì ai cũng lo giống nhau hết. Cho nên cái thực tập của chúng ta là chúng ta thấy mọi việc đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, thì tự nhiên nó nhẹ ra. Tất cả do tâm. Hễ mình nghĩ nó là một cái chuyện gì hệ trọng, cái nó thành ra hệ trọng. Ví dụ ha, cái lúc mình vui với nhau á, thân thiết với nhau á, người ta mắng mình đồ quỷ, cái trời cười vui lắm. Nhưng mà bữa nào hết thân coi, người ta mắng mình đồ quỷ coi, cái mình cự liền, nói: "Tại sao chị nói tôi quỷ, tôi ma." Tức là khi mình vui là mình nhận câu đó khác, khi mình buồn mình nhận câu đó khác. Vậy thì cái câu đó, cái câu quỷ đó, bản chất nó có khổ vui gì không? Không có. Mình nhận nó.
Vậy thì chúng ta tu Phật để làm gì? Để chúng ta có được cái sự định tĩnh của tâm. Bởi vì khi mà tâm định tĩnh thì chúng ta sẽ nhận biết rằng tất cả đó là chuyện bình thường. Trăng tròn thì khuyết, đời có hợp có tan, người có già có trẻ có sống. Trên cuộc đời này không có cái gì mà tồn tại bất biến, cho dù là Đức Phật. Đức Phật cũng sẽ ra đi, hay cũng đã ra đi năm ngày 80 tuổi, thì không có người nào được ngoại lệ. Thậm chí cái người sống thọ nhất trên thế gian này là ông Bành Tổ. Ông Bành Tổ mà chúng ta thường gọi là ông Thọ đó, Phước Lộc Thọ mà chúng ta hay kêu ông Thọ đó. Ông Bành Tổ mà theo sử nói là ông sống tới 800 năm, nhưng mà thực tế có 300 tuổi à. Đọc lịch sử ông có 300 tuổi thôi, 59 bà vợ. Nếu mà sống thêm chút chắc cũng được 60. Nhưng mà giờ 59 hay 60 thì cũng chết thôi. Cho ông Bành Tổ hồi xưa trong mấy cái bài mà người ta khai thị, ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Bầu thuốc thánh không chữa được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Bầu thuốc thánh cũng không cứu được người hết số, cho dù đó là chén thuốc tốt, chén linh đơn cũng không thể chữa được bệnh nan y. Vì cái sự thật của cõi đời là có già, có bệnh, có chết. Đó là cái quy luật thứ tự. Nếu ai có phước lắm được thứ tự đó, già rồi bệnh rồi chết, đó là hạnh phúc theo thứ tự. Có những người người ta chết không có thứ tự nữa, 20 tuổi đã chết rồi, không bệnh. Vậy thì nếu mà ai mà được chết già, bệnh, chết, đó là hạnh phúc lớn. Cho nên có một cái vị đó tới xin đầu năm thầy cho con vài câu đối để treo trong nhà để ăn Tết. Ông thầy cũng lấy viết, ông ghi cha ông nội chết, cha chết, mẹ chết, ba chết, con chết, cháu chết, chắc chết, một lô cả nhà chết. Ông cư sĩ ông cự quá trời, ông nói trời ơi, Tết nhất mà thầy cho gì mà chết tùm lum vậy. Ông nói chết thứ tự hạnh phúc lớn. Ông nội chết rồi mới tới cha chết, cha chết rồi mới tới con chết, chết thứ tự vậy sướng quá rồi chứ muốn gì nữa. Cho thưa đại chúng là cái thiền, cái khi mà chúng ta có định tĩnh để chúng ta sẽ biết quên đi cái quá khứ, quên đi cái đau khổ, để chúng ta sống với cái hiện tại. Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều gia đình đổ vỡ. Thì khi mà trong gia đình đổ vỡ rồi thì người mẹ hụt hẫng, người mẹ bỏ phế con cái luôn. Cha thì không lo là đành rồi, cha đi rồi, giờ mẹ giữ lại con, mà mẹ cũng không lo. Mẹ đi chơi với bạn, hoặc là mẹ đánh bài, mẹ nói chung là tại đau khổ quá thôi. Rồi quên cái chuyện mà mình phải chăm sóc con. Mà khi con mà nó lớn lên, nó tập tành theo bạn bè làm việc xấu, rồi lúc đó hối hận, trời ơi tôi quên chăm sóc con. Cho nên đã có rất nhiều những hoàn cảnh trong cộng đồng của chúng ta, thì những hoàn cảnh đó là mỗi hoàn cảnh là mỗi tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình. Không có ai mà thương mình bằng mình. Sở dĩ mà mình thương mình đó, sở dĩ mình thương người ta là tại người ta thương mình. Như vậy rõ ràng, nếu nói cho cùng là mình thương mình nhất. Tại người ta thương mình cho nên mình mới thương người ta lại. Cho nên quên đi cái đau khổ, quên đi cái hận thù. Quý vị có nhớ không? Ta thường nói đó, hận thù. Hận là gì? Là khi mà mình ghét cái người đó mà không có bỏ qua, rồi mình để trong lòng lâu ngày, cái đó nó tô đậm, nó in ở trong lòng mình nặng, nó thành ra hận. Mà khi mình hận quá rồi mình muốn làm gì? Mình phải báo thù để rửa hận. Tức là mình tìm cách mình hại người đó. Nhưng mà ở đời mà luật pháp, mình hại người ta, ta chết. Nhưng mà thế nào mình cũng phải luật pháp trị mình lại. Tại vì cái đó là cái cuộc sống, luật nó là như vậy. Rồi mình ở trong những cái tù tội, lúc đó mình hối hận. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình quên đi,
thường thường á, mình hay lấy cái người ta làm trật á, người ta nói sai á, để mình tự mình làm khổ mình. Cái câu nói người ta nói xong người ta đi về rồi, mình lấy câu đó mình làm khổ mình, làm khổ mình ngày và đêm. Cho nên có một vị hiền triết mới nói, người đời hay lấy những điều sai lầm của người khác đối với mình để tự trừng phạt mình. Cái câu người ta nói đó mình đem về mình ngủ không được, nhớ tới là ăn cơm ngon. Đang ăn cơm ngon vậy đó mà nhắc tới câu nói cái người đó, cái là tự nhiên mình ngẹn, mình ăn không nói nữa. Mình nhớ tới người đó mình ngủ không được nữa. Thậm chí mà hai người bạn đang vui vẻ mà nhắc tới tên người đó cái tự nhiên mình đổi sắc, mình đổi hình, mình đổi cái cách. Cho mình quên cái gì nữa? Mình quên đi những cái khuyết điểm của người khác. Tại vì mình quán chiếu mình thấy con người ở đời ai mà không có cái lỗi. Thậm chí chúng ta đôi khi chúng ta cũng có những lỗi lầm. Cho nên thưa đại chúng, là trong nhà Phật có cái danh từ bố thí. Bố thí là gì? Là giving. Nhưng mà bố thí không nhất thiết phải bố thí tiền của vật chất. Nếu mà lỡ ai làm cái gì sai, mình tha cho người ta. Mình tha cho người ta là mình bố thí rồi đó, bố thí cái lỗi lầm của họ. Nhưng mà khi mình bố thí lỗi lầm đó là mình cũng đang cứu khổ ai? Cứu khổ mình. Tại vì mình bỏ được cho người đó, mình hết khổ, mình hết buồn. Thưa đại chúng, hồi nhỏ và đi tu á, Phú Hòa chấp lắm. Chấp là gì? Là dính mắc. Một là một chứ không chịu một là hai. Người tu phải như vậy, người tu phải thế kia. Ai làm trật là Pháp Hòa bực bội lắm, thậm chí nói thẳng nữa. Nhưng mà sau nhiều lần á, mình càng sống thẳng thừng vậy, cái tự nhiên hình như xung quanh mình không còn ai hết trơn. Tại vì mình là một con nhím, gặp ai mình cũng bắn, riết ai gặp mình cũng né hết trơn. Từ đó thì mình phải rút, mình phải biết rút lại. Sống làm sao thật sự mình có biết người ta thương mình không? Người ta có biết mình có biết không? Trong cuộc sống mình dễ biết lắm. Người ta gặp mình mà ta, chị khỏe không, anh khỏe không, hay là lâu lâu người ta còn phone thăm mình. Mà ở đời nó khổ lắm, không ai phone thăm mình hết cũng buồn, mà ai phone hoài nó mệt ghê vậy, tối ngày phone hoài. Và nhiều lúc mình còn nói khổ lắm, phone hoài kiếm hoài, nhưng mà không ai phone cũng buồn. Nhiều khi người ta xin số phone quá trời, cho quá trời mà không thấy iPhone trơn. Cho nên khi mình sống á, mà mình biết có uyển chuyển, khi mình chấp nhiều nào á, trong đầu mình nó để cái đó rồi tối mình chim bao. Rồi mình giận một người bạn phải không, mà người bạn nó chưa hề xin lỗi mình chưa tha thứ, trời ơi chim bao thấy gây lộn với người đó hoài. Và đến khi nào mà cái người đó xin lỗi mình rồi, tự nhiên người đó không còn xuất hiện trong giấc chiêm bao mình nữa. Cho nên quên đi những cái điều lỗi lầm của người khác cũng là một cái cách mà cho chúng ta giải thoát cho mình. Chữ giải là mở, thoát là vượt ra. Cho nên đừng có đợi chết mới vãng sanh. Có nhiều người nói nguyện cho con mai mốt chết được vãng sanh. Rồi đại chúng, ngay bây giờ sống mà không chịu vãng sanh, chết đi gì nói. Chữ vãng nghĩa là gì? Chữ vãng nghĩa là đi đến. Chữ sanh nghĩa là sống. Đi đến một cái đời sống mới gọi là vãng sanh. Ví dụ như hồi đó mình ở Việt Nam khổ quá trời luôn, mình kiếm chiếc tàu để vãng sanh. Qua được cái mấy cái trại tị nạn là mình cũng được vãng sanh. Mà vãng sanh gì? Hạ phẩm hạ sanh. Giống như trong kinh nói là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vậy đó. Hạ phẩm hạ sanh hay là trung phẩm trung sanh. Đến khi nào mình được giấy tờ mình định cư qua ở nước tự do rồi thì gì? Thượng phẩm trung sanh. Rồi bắt đầu phải đi làm, chịu cực nhọc đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình ở Việt Nam, nuôi gia đình ở đây. Ngày nay nhà cửa có, xe cộ có, con cái thành tài. Bây giờ mình bắt đầu già nua rồi bắt đầu hưởng phước. Thôi ai làm gì làm, có nhớ, có buồn phiền gì nữa hết. Bây giờ mình làm má chính phủ, mỗi tháng chính phủ đưa tiền thẳng vô 8-900. Sướng thấy mồ vậy mà không sống. Phải hòa chọc mấy bác bên Mỹ hoài vậy. Đi bác nào mà đi Việt Nam chơi quá, nói cha tháng này con trai Obama cho tiền đi chơi hơn.
Thì quý vị cứ nghĩ coi có phải mà mấy bà già mình, ông già mình đây là má ba của chính phủ không? Nếu như mình ở bên Việt Nam chắc gì mình được vậy không? Làm sao mình có tiền được như vậy? Làm sao mình có cuộc sống được như vậy? Thì nếu mà mình biết quán chiếu, trời ơi đây là cái hạnh phúc, thì tự nhiên mình hạnh phúc à. Cho nên hạnh phúc không ai cho mình, mà hạnh phúc là tự ở trong lòng mình biết suy nghĩ cái công việc đó nó nhẹ nhàng. Thí dụ như người ta tới, người ta nói chị à, em góp ý với chị một chút nha, chị làm này. Thì mình đừng nghĩ cái đó là người ta sửa lưng mình, mà mình nghĩ rằng cái đó là người ta góp ý với mình, người ta làm cho mình tốt hơn. Thì tự nhiên mình sẽ tiếp nhận cái điều đó và mình sẽ nhẹ nhàng với người đó. Còn nếu mình nghĩ là người ta sửa lưng mình, cái là tự nhiên mình gặp người đó, cái tự nhiên mình có cái gì đó nó lựng khựng với cái người đó. Thưa đại chúng, mỗi lần Pháp Hòa mà nói mấy thầy mấy chú gì, Pháp Hòa hay phải đính chánh nha, thầy không có la nha. Thầy chỉ nói để mấy đứa biết mà sửa nha, chứ thầy không có la nha. Khổ vậy đó. Phải nói để thôi người ta hiểu lầm là mình la, mà thiệt sự là cái tâm ý mình không có gì muốn sửa cho cái người đó tốt hơn. Đặc biệt là một người thầy, một người cha, một người mẹ là không bao giờ muốn con mình dở. Và mình ghét bỏ gì con mình thương mình mới sửa. Cho nên mỗi lúc mình nói thì phải nói cho rõ. Có một bài kinh đó, Đức Phật nói với các thầy: quá khứ không tri tầm, tương lai không ước hẹn, tuệ quán chính ở đây. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Mặc cả tức là trả giá. Diêm Vương đã định canh ba chết thì chẳng cho ai chờ tới canh năm. Mình không thể nào nói khoan để tôi đi tiệc về rồi tôi chết. Không có. Có một bà cụ bà quỳ trước tượng Phật, bà nói: Nam Mô Di Đà Phật, bao nhiêu công đức con tu hành, con xin nguyện Phật cho con mai mốt đau dây chết giờ. Con chú tiểu chú ngang vậy, chú phóng ra phía sau tượng Phật, chú đứng chú nói: được rồi, về chuẩn bị đi liền. Bà nghe vậy bà nói: ô con quên, con chưa cưới vợ cho ông Út. cho con xin đau một giây chết một giờ. Vậy mà hễ nói là chuẩn bị đi liền rồi bắt đầu mình có cớ mình đình trệ. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta thực tập. Ở trong Phật giáo là quan trọng là thực hành. Còn những gì chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta thấy, biết đều là lý thuyết. Nhưng mà không thể không có lý thuyết. Cũng giống như mình nấu ăn, không thể không có công thức. Đọc cái công thức, nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải thực hiện những gì trong công thức chỉ. Và từ khi chúng ta thực hiện, chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn. Khi mà chúng ta là một người nấu ăn giỏi thì không nhất thiết đi đâu phải cầm cái quyển sách nấu ăn theo. Chỉ cần người ta nhờ mình vô nấu, mở tủ lạnh ra nhìn sơ là biết sẽ nấu món gì, căn cứ vào những gì đã có sẵn. Một vị thiền sư không bao giờ đi đâu cũng cầm tọa cụ bồ đoàn để chứng minh mình là thiền sư. Vì thiền sư là biết thiền rồi thì ngồi đâu, đứng đâu, làm gì cũng thiền hết. Một người niệm Phật mà đạt tới đỉnh cao của niệm Phật là thân tâm nhất như với câu niệm Phật thì không nhất thiết lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần. Một bác sĩ giỏi thì không lúc nào cũng đi đâu phải có cái kéo kèm ống chích theo. Vì khi người ta té, ông biết cách nào để đỡ lên cho người ta. Ví dụ biết ta gãy xương thì biết làm cách nào đó. Cho nên một cái người mà đã đi tới cái chỗ thuần thục thì tự nhiên sống được như vậy. Và nhờ đâu? Nhờ sự thực hành. Cho nên trong Phật giáo quan trọng nhất là chuyện thực hành. Cho nên chúng ta thường có cái câu tu hành đó. Chữ tu là chúng ta tiếp nhận. Bởi vì tu là phải học. Tu học tu hành. Muốn tu là phải học. Muốn sửa là phải học. Học cách sửa. Sửa làm sao? Rồi bắt đầu hành. Thưa đại chúng, mà có nhiều vị sẽ hiểu lầm là tu là cạo đầu như quý thầy, ăn chay như quý thầy, không cần. Tu là chúng ta chỉ cần xác định mình là người đệ tử của Phật, đang tiếp nhận những pháp môn mà Đức Phật dạy mình để mình chỉnh sửa những cái tật của mình. Chỉnh chút thôi là đỡ liền à. Đây, cái ly nước này nè,
để vậy nè, nó méo xẹo nhìn nó xấu, chỉ cần lấy cái tay chỉnh nó vậy thôi cho nó ngay. Con người mình y hệt như vậy đó, chỉ cần chỉnh cách ăn nói của mình chút thôi là mình dễ thương, chỉ cần chỉnh cái cách mà mình đối xử với người ta thôi là mình dễ thương. Cũng giống như mình ăn một cái tô súp mà nó lạc, chỉ cần một chút muối thôi là tô súp nó ngon liền. Mà lỡ tô súp nó mặn quá, chỉ cần vắt một miếng chanh vô thôi thì tô súp nó nhẹ lại liền, vì chất chua nó làm giảm chất mặn. Mà nếu ai không ăn chua thì chỉ cần có một miếng nước sôi để vào thôi, tự nhiên nó ngon liền. Ở Việt Nam có một số người, người ta ghiền bột ngọt, mà đi ăn ngoài tiệm nấu không đủ bột ngọt, đi đâu cũng xách gói bột ngọt theo, vô kêu một tô phở tô bún gì là móc gói bột ngọt để vô quậy đều lên là ngon. Thì mỗi người chúng ta nên có một gói bột ngọt kiểu đó. Giờ thưa đại chúng, chứ chữ bột ngọt đây muốn nói là gì? Là cái sự tỉnh thức chánh niệm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, hễ mà lạc thì chúng ta thêm, hễ mà mặn thì chúng ta giảm. Mà cũng thêm, thêm cái gì? Thêm miếng nước, thêm miếng chanh để nó giảm cái mặn, để nó giảm cái ngọt. Hễ mà nó lạc quá, thêm miếng muối, thêm miếng đường thì nó vừa ăn. Và có những lúc khi mà chúng ta thêm, nghĩa là chúng ta bớt. Thêm cái gì? Thí dụ như chúng ta thêm giờ ngồi thiền thì chúng ta bớt thị phi. Chúng ta thêm là mỗi tuần chúng ta thêm 2 tiếng đồng hồ đi chùa thì chúng ta đỡ được tiền đi shopping. Chúng ta chỉ cần giảm một điếu thuốc, 2 điếu thuốc mỗi ngày thì chúng ta sẽ giảm được cái tiền. Không ai bắt mình phải bỏ thuốc ngay, nhưng mà chúng ta nên tập giảm là vừa. Mà ngay bây giờ quý vị thấy không, mở gói thuốc ra cũng có một câu khai thị đàng hoàng: breast cancer, lung cancer. Trời ơi, cái câu thiền ngữ nó nằm ngay chân gói thuốc á. Mở ra thấy vậy mà vẫn lấy bỏ vô miệng. Thì mình, hay là mình thấy rằng một cái ly rượu, hay là một cái, bây giờ mình thấy mỗi lần mà đi đánh bài về thua tiền là mình đã bực rồi, về nhà bị cằn nhằn nữa. Cho nên thấy mỗi lần mình đi đánh bài về là hoàn toàn không hạnh phúc. Thế thì tại sao chúng ta phải cứ làm một cái việc mà người ta khổ, mình bực? Mình bực, mình tốn tiền, mình bực, mình phải nghe lải nhải. Thay vì mình đi chùa ha, mình đi làm việc thiện á, vợ cũng sẽ tụng mình, nhưng mà tụng kinh chứ. Kinh này là kinh thiện, kinh thập thiện. Đâu, còn mình mà đi đâu mà không đúng rồi về, cái vợ cũng tụng, mà tụng mấy kinh này mình không thích nghe. Ở chùa hay đùa với nhau là tụng, tụng kinh, bị la là cũng một hình thức tụng kinh. La từ sáng tới chiều là khai kinh rồi kinh, rồi tới tối rồi đi ngủ kêu hồi hướng. Thưa đại chúng, thì chúng ta nghe cái bài kinh của Phật: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán là chữ quán là gì? Quán là nhìn sâu. Khi chúng ta biết lấy cái trí tuệ để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự mọi vật, thì chúng ta sẽ biết buông bỏ bớt. Và tiếng Việt mình rất phong phú nha. Buông nè, bỏ nè, dục nè, quăng nè, liện nè, vất nè. Mình muốn xài chữ nào xài, cái nào cũng hạnh phúc hết. Mình qua xây qua đây mình nói quăng, qua anh kia mình nói dục, qua anh kia mình vất, tới đó mình bỏ, mình liện. Cái nào cũng làm cho mình nhẹ hết. Không ai bao giờ muốn để bịch rác hôi trong nhà. Và trên thực tế là nhà nào cũng có thùng rác. Sự thật là ai cũng có những cái nỗi niềm. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta biết được những nỗi niềm đó, đã tới lúc nó lên meo rồi, thì chúng ta bắt đầu phải cột bỏ nó bớt. Hồi sáng này chùa bị complaint, hàng xóm complaint. Hàng xóm ghi một tờ giấy thiệt bự gửi qua chùa: tại làm sao mà những người hàng xóm ở đâu không biết mà cứ tới moi cái rác của chùa hoài. Hàng xóm bực quá, bởi vì nửa khuya anh cũng tới
ban ngày ban đêm anh tới, mà mỗi lần anh tới anh bưa, anh mở mấy cái bao rác ra rồi là anh để lung tung. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc trong chùa hoài, mấy thầy mấy chú ai đi đổ rác làm ơn bỏ thẳng vô cái thùng rác, đừng có để ở ngoài. Rồi bây giờ phải làm theo cái ổ khóa nữa, khóa chặt lại, đừng để rác nó bay mùi. Thôi thì hôm nay chúng ta học một cái bài học, là con người của chúng ta có một cái thói quen, một cái tật là chúng ta cứ quên những gì chúng ta cần nhớ, mà cứ nhớ những gì cần phải quên. Mình đi ngược vậy đó. Quý vị, bây giờ quý vị, nãy quý vị tụng bài kinh, quý vị thấy hay không? Bài kinh hay quá chừng. Thôi thì bây giờ thấy câu nào hay á, đừng có học nhiều, học cứ một lần 4 câu được không? Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Rồi mỗi lần cái gì mà nó xảy đến với mình, tự nhắc mình câu vậy đó. Rồi bữa nào mà mình đi theo những cái bóng dáng mà mình kêu là hạnh phúc thì nhớ gì? Suốt ngày rủi rong tìm bắt. Mình tối ngày mình cứ đi tìm những hạnh phúc, cái bóng dáng. Cho nên thưa đại chúng, cái bài kinh nãy mình tụng đó, bài kệ, bài sám nãy mình tụng đó, quý vị học bằng cách là mình chia đoạn ra học, hay là 4 chữ, 4 câu. Học cứ học như vậy thôi, mà thay vì mình phải nhớ những cái gì mà người khác, nổi cái bài quy nguyện thôi. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, 2 câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, 2 câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Từ bi mà diễn đạt bằng 2 câu đó đó. Bởi vì bản chất của chữ từ nghĩa là cho người ta niềm vui, bản chất của chữ bi nghĩa là giúp người ta giảm khổ. Cho nên mình nói miệng hoài từ bi mà không biết từ bi thực hiện bằng cách nào. Thì bây giờ diễn tả, kinh đã cho mình 2 câu đó một cách thiết thực. Từ là sáng cho người thêm niềm vui, bi là chiều giúp người bớt khổ. Cứ sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ là hạnh phúc lớn. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Thân thể mình kiện khương là vì chúng ta biết sống an hòa, quân bình với cuộc sống. Xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn về cái sự. Cái bài kinh này có cái tên là Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất là một phải không? Dạ là đêm. Hiền giả là cái người biết sống, cái người đang tu tập. Cái người đang tu tập mà tu tập pháp môn gì? Pháp môn này là sống mỗi ngày, chứ không có qua, không có ngày hôm qua mà cũng không có ngày mai. Sống an trú trong giây phút hiện tại. Thưa đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là hôm nay là ngày mấy, thì cái chữ hôm nay là ngày mấy nó liền thành quá khứ. Quá khứ nó đi qua từng giây mà, từng sát na mà. Thì Pháp Hòa nói chào bác, thì cái chữ chào bác nó liền lập tức nó đi vào quá khứ. Vậy thì cái quá khứ mình nắm bắt không được, cái tương lai mình cũng không nắm bắt được, mà thậm chí cái hiện tại cũng không nắm bắt được. Cái hiện tại là tức tắc là nó đi ra quá khứ. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Thấy nó như là, chứ không có. Mọi sự diễn biến như là, đang là, chứ không có thêm thắt gì nữa. Cho nên tiếng Anh nói rất là rõ, dwelling. Dwelling, ngay giây phút, trụ trong giây phút này. Dwelling in the present moment. The past already passed, the future not yet come. Present moment is a wonderful moment. How can it become wonderful? Because you know how to live, drowning yourself in the present moment. Mà cái present là cái gift, hiện tại là món quà. Tại vì tiếng Mỹ là present và gift là một chữ. Vậy là present is a good present. Cái sự hiện tại là một cái món quà tốt nhất, is a good gift. Và mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống là chúng ta nhận được một thùng quà.
cái thùng quà này đã có 24 giờ trong đó, 24 món trong đó. Và tùy nghi chúng ta sử dụng, chúng ta sử dụng như thế nào để món quà này không trở thành vô nghĩa. Có nhiều ngày chúng ta cứ la cà sau đó mà hết ngày. Trời, hồi đó Pháp Hòa có làm bài thơ: chúng ta cứ bận la cà vì hai chữ thị phi, rồi tốt với xấu nó đè nặng vai mình như hai cái gánh nặng như chì. Ngày hết rồi, đêm hết rồi, thì thử hỏi chúng ta được gì trong đêm vắng. Chúng ta quên hẳn đi một ngày vui có nắng ấm, có lá vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi mà tái đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Rồi cuối cùng chúng ta tìm ra một chân lý là tốt với xấu làm sao cho mẫn tiệp. Cái xấu mà mình nêm, mình kêu nó là xấu mà lại tốt của người, cái tốt của người lại là cái xấu của mình, thì vậy thì trên đời này tốt xấu phải trái không bao giờ nó mẫn tiệp, nó đi được với nhau. Cái mình cho tốt thì người ta cho xấu, thì bận lòng gì. Thôi thì bây giờ cái gì nó xảy đến thì chúng ta nhận nó như là. Không có một đứa con nào nó muốn nó dở hết, đứa con nào nó cũng muốn nó tốt hết. Nhưng mà có nhiều khi cái môi trường, bạn bè, cuộc sống đã đẩy nó vào đó. Mình làm cha làm mẹ, mình không ôm ấp được nó, mình không có bảo bọc được nó, thì xã hội này ai ôm nó nữa. Cho nên giờ đứa con nó nhó như thế nào thì cái người đầu tiên phải ôm ấp và chấp nhận nó là cha mẹ và gia đình. Thậm chí có những đứa nó bệnh hoạn, nó khù khờ, nó thiếu thông minh, nó chậm lụt, mình cũng phải ôm nó vì nó là của mình. Nhiều khi nói theo Phật giáo là gì? Nghiệp của nó mà nợ của mình. Cái nghiệp nó phải gánh. Rồi giờ nó về đây mình không thể gánh nó thay thế những cái đó. Nhưng mà mình không buông nó được thì mình phải lo cho nó. Mà lo cho nó là mình nợ nó. Mà nó phải chịu những cái đó là nợ của nó. Mà mình với nó không có duyên sao tự nhiên nó tới với mình. Cho nên trên đời này ắt hẳn phải có cái duyên. Nhưng mà duyên gì? Nếu chúng ta buồn phiền tức tối la rầy nó hoài thì mình tạo cái ác duyên, cái nghịch duyên với nó. Còn mình chấp nhận nó, hoan hỷ chăm sóc nó, tự nhiên nó làm cho cuộc đời mình nó thoải mái hơn. Vẫn lo nó mà không có gì buồn hết, vì nó là con mình. Từ 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 cái nghiệp đó nó giải. Cho nên chuyển cái nghiệp thành cái nguyện là vậy đó. Thay vì mình phải khổ đau mình chăm sóc, bây giờ mình nguyện mình chăm sóc. Cảm ơn đại chúng đã cố gắng tranh thủ thời gian của mình mỗi tuần để đi chùa. Và thưa đại chúng, làm sao cố gắng, thật là cố gắng. Vì gì trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta biết sắp xếp là mọi việc nó sẽ vào khuôn. Tại sao người ta cũng 24 giờ mà ta làm được nhiều việc, mình 24 giờ mà không việc gì mình làm được hết? Là do mình phải sắp xếp thôi, phải không? Thành phố buồn nhớ không em, thành phố buồn nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Mong đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Please massage your feet for a few minutes before we stand up. Đại chúng xả chân.